Dạ vâng, đúng như vậy, và hiện nay thì đã có một sân chơi như thế đang diễn ra và hứa hẹn là sẽ mang lại cho trẻ rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Đó là cuộc thi người mẫu nhí Model Kid Việt Nam năm 2019 do hãng phim Hoàng Thảo phối hợp với hãng phim Việt Nam và Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi sao tổ chức. Và sau 6 tháng với nhiều vòng thi gay cấn sẽ diễn ra vào đêm chung kết ngày 30 tháng 11 tới đây tại Hà Nội để tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất. Chương trình Người mẫu nhí Việt Nam Model Kid Việt Nam 2019 mùa thứ hai là sân chơi dành cho các bạn nhí từ 3 đến 15 tuổi, sẽ được xây dựng theo format chương trình truyền hình thực tế, lồng ghép ngôn ngữ điện ảnh và truyền hình vào cuộc thi biểu diễn thời trang cho tất cả các bạn nhí. Việc đưa ngôn ngữ điện ảnh kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật vào trong chương trình cũng giúp cho các bé có tư duy phát triển ở nhiều chuyên ngành nghệ thuật khác nhau. Từ đó sẽ giúp các bé phát triển và khám phá ra các thế mạnh cũng như tố chất năng khiếu sở trường của từng bé. Không gói gọn ở một hay vài đêm thi, sau chương trình các thí sinh nhí còn được tham gia biểu diễn thường xuyên trong nhiều dự án nghệ thuật cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ngoài ra sẽ có 12 thí sinh được ký hợp đồng độc quyền hoặc cộng tác làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng. Chương trình gồm 12 tập với các thử thách như hóa thân thành em nhỏ người mèo, chụp hình quảng cáo sản phẩm, biểu diễn thời trang trên sân khấu. Qua một số phần thi, nhiều thí sinh đã có màn trình diễn nổi bật như Nguyễn Ngọc Khánh Ly, Quốc Triệu, Thùy Dương. Đêm chung kết, ban tổ chức sẽ trao các giải quán quân, giải nhì, giải ba và giải triển vọng, cũng như giải đặc biệt cùng nhiều giải phụ khác. Sẽ diễn ra vào 19 giờ thứ Bảy ngày 30 tháng 11 tại Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi sao Việt Nam, Hà Nội.